Thao chim cu gáy xin chào quý vị và các bạn. Thì clip này thì mình muốn nhấn mạnh một cái điều mà hiện bây giờ các bác cao tuổi và một số anh em muốn nuôi một đôi chim mà nó vừa là chim để mà mình chơi theo kiểu khách và vừa là sinh sản, với cái mục đích là vừa là bầu bạn với chúng và có người đến chơi thì chim đi qua đi lại, nó gần người nó sẽ gù, nó khiển, có thể vẫy tay hoặc huýt sáo. Và ngoài ra thỉnh thoảng thì nó lại ra một đôi chim non, nó bón cho con rồi nó nhúc nhích. Đấy, khi ra những chú chim con thì mình sẽ có thể là gây tiếp, hoặc là mình tặng bạn bè, mình cho người thân. Thì là quý vị các bạn sẽ là hôm nay là mình sẽ thể theo cái tinh thần đó, mình sẽ chia sẻ cái clip về cái cách làm chuồng cho một cặp chim như vậy. Thì với cái không gian ví dụ như cái sân nhà mình như thế này, hiện bây giờ là đây là cái khu vực sân, đây là khu vực bàn uống nước, đây là khu vực bàn uống nước đó. Thì đây là một cái cây để tạo bóng mát, và đây là cái chuồng chim đó. Thì và đây là cái phần chuồng chim, và đây là cái phần cổng. Thì để ở đây thì chúng ta sẽ, nếu có như trường hợp ở đây là mình không để cái khay hướng phân ở đây, bởi vì cái chuồng nó cũng rộng. Thế còn cái chuồng thì các bạn lên làm như sau. Thứ nhất là về nguyên liệu là các bạn dùng bằng khung sắt và lưới xanh, lưới nhỏ để chống chuột đó. Thứ hai là các bạn dùng cả bằng tôn và bằng mái, bằng khung gỗ. Ví dụ như cái này là các bạn nhìn thấy là cái mái này thì là một mái của nó là chiều dài khoảng 70 cm. Đó, thì các bạn mua cái tôn khổ khoảng bề ngang khoảng 1m4, 1m5. Bề dài thì các bạn biết là cái chuồng này thì nó dài vào tầm khoảng 1m8. Đấy là cái phần mái. Còn cái khung thì chắc là nó chỉ khoảng 1m5 thôi. Đó. Thì cái phần khung này thì các bạn làm lên trên. Đó, làm như thế này. Các bạn làm cẩn thận một chút cũng được. Thì cái khung này là thứ nhất là nó tạo thành cái mái để tạo bóng mát, chống nóng cho những cái dịp mà nắng gắt. Và trên cái phần mái này thì các bạn có thể là có bóng cây. Đây thì có cái cây xanh và một chút cây đào. Đó. Thế thì cái khung thì các bạn dùng bằng cái sắt này thì nó là sắt tròn. Nên các bạn hàn và các bạn đi vào cái lưới xanh này. Thế cái bề cao tính từ cái phần dự mặt đất lên đến cái phần chân trống này thì nó khoảng 35-40 phân, và tính từ cái phần đáy lưới lồng này lên đến cái phần mặt trần của lồng này thì nó rơi vào tầm khoảng 1 mét, và bề rộng của cái chuồng thì nó rơi vào tầm 90 phân 98-90 phân. Và các bạn hàn chắc chắn thì dùng được rất lâu, bởi vì cái này nó có mái tre đó. Thế thì cái lớp lưới ở bên trong nó đã dỉ rồi thì mình lại lồng tiếp một cái lớp lưới ở bên ngoài. Và cái lồng này thì chống chuột rất tốt, chống rắn rất tốt. Cái mắt của nó nhỏ như này thì chuột sẽ không vào được. Đấy là về kích thước. Còn các bạn làm cái sắt này để các bạn, hai cái lớp này để các bạn luồn cái khay hướng phân vào, hoặc là các bạn để dưới đây. Nhưng mà với cái này thì như cái chuồng này thì mình thấy là nó cũng phân, nó cũng tự phân hủy, và nó cái từ cái sàn phân lên cái chỗ con chim nó bậu này là nó cũng cách khoảng tầm 60 phân, nên là con chim sẽ không bị bệnh đó. Và đây là cái máng uống ở giữa đấy các bạn ấy, mình để ở giữa đấy và khoét lấy cái chai la vi, khoét một lỗ và cho khoáng chất vào đấy đó. Màu nó hơi đỏ đỏ đen đen. Ngoài ra cái máng sạch thì mình dùng cái máng này mình tận dụng một cái chai trà xanh không độ, và mua một cái cống uống nước của bên Bồ Câu. Thì một cái cống như này có thể tầm 5 ngày các bạn thay một lần được, chim sẽ không uống hết. Còn cái khay này thì các bạn để cát, sỏi, đất mối, rồi một ít thóc vào đây đó. Thì ở cái phần này thì là nó sẽ không ướt đó. Các bạn mình đang nói này là cái con chim gáy của nhà mình, nó gáy đấy là con chim sinh sản đấy,
Đấy, đa phần chim chim của mình là giọng nó như thế này, đổ lên hoặc là thổ đậm hơn, thổ cực đậm luôn. Đấy. Thì nói tiếp về cái này thì các bạn nên làm một cái ổ đẻ này và một cái ổ đẻ ở trên đó, cái chỗ đó thì để cho nó tự nó tìm. Và trong cái này thì các bạn để một cái cống, những cái cống của mình thường là mình cũng để tận dụng từ những cái chai nhựa mình khoét lỗ mình để như này. Và lưu ý là các bạn để một cái cửa rộng để người chui vào là bảo dưỡng vệ sinh. Cái cửa này thường là phần lớn là sẽ đóng lâu lắm. Còn ở cái lỗ cửa này thì các bạn làm một cái lỗ cắt nhỏ thôi thì chuột nó cũng không vào được, mà lúc nào mình cần mở ra cho ăn cho uống thì mình thò cái lỗ cái tay vào thôi để tránh chim ra. Có một cái điều mà mình muốn chia sẻ chân thành với các bạn, một điều là các bạn nhìn thấy cặp chim này của mình nó đang nhảy qua nhảy lại đó. Các bạn nhìn thấy là cái lúc mình đang quay đây này là cái lúc nó nắng lúc này là đang tầm 10 giờ trưa. Thì các bạn nên nhớ là cái vị trí các bạn đặt như thế nào thì tùy. Không nắng sáng thì nắng chiều. Riêng chuồng chim là phải có nắng. Đấy. Bởi vì nắng nó sẽ làm cho vitamin tổng hợp vitamin D cho con chim, chữa những cái con bệnh như bệnh lấm người và một số những cái con giận mạt ở trên người con chim. Và con chim nó rất là thoải mái. Đấy. Lông bóng trơn mượt. Thì các bạn nên nhớ là cái chuồng chim là phải có nắng. Và nếu như các bạn tưởng tượng như cái lá tôn như thế này thì nó rất là bền. Trông thế thôi nhưng mà nó rất là bền. Đó. Ở đây mình ghép hai cái lớp lá vào. Và cái phần xương sắt thì mình hàn là khá chắc chắn. Khá chắc chắn, có phần chống phần trước đầy đủ. Đó. Thì nếu như một công trình các bạn làm một cái lồng như thế này thì cũng có thể mất vài trăm nghìn. Thế nhưng mà mình sẽ dùng mãi. Lâu lâu 1-2 năm thì mình lại thay một cái lớp lưới xanh, nó chỉ đáng 100.000 nữa. Thế nhưng mà ở bên trong thì nó không bị mưa dột vào thì những cái cầu bậu này nó cũng rất là ok. Và bên trong các bạn để cầu bậu là với những cái khoảng kích thước khác nhau, to hoặc là nhỏ hơn một chút. Đó. Thì các bạn thấy là mình hướng dẫn như thế để các bác làm theo ý tưởng, mỗi người mỗi ý tưởng, có thể các bạn có thể làm đẹp hơn. Đấy, thì ở đây là cho các bạn thấy là nắng đó, chim rất là bóng trơn. Là bóng trơn đúng không ạ? Đó. Mình dí sát vô đó. Đấy. Đây là cái ổ để mình để một cái lồng quạt đấy để cho nó bậu lên. Bên trong nó lót rễ cây là cái thứ để nó ổ. Mà mình để ý là trong cái ổ này như là không bao giờ nó đi phân vào trong, chứng tỏ là nó cũng đã có cái tiềm thức là nó đã tạo thành một cái ổ để nó sinh sản. Nó thì những cái đôi chim như này, một gia đình các bạn có những cái cặp chim nó cứ uyên ương, nó cứ quấn quýt, rồi thỉnh thoảng nó gáy nó gù, rồi cái không gian thì nó cũng chả mất bao nhiêu diện tích, mà là ăn một vài hạt lúa cũng chả tốn gì. Thì đó cũng là một trong những cái mong muốn trong cuộc sống của nhiều người. Đó. Đấy. Đấy, các bạn thấy là những chú chim này nó rất là thân thiện, rất là đáng yêu. Thì còn về cái quá trình nuôi ấy, thì các bạn lên cho chim có lúa, có cát, có thức ăn bổ sung. Ví dụ như cho một ít cám cò, cám chim. Có thể các bạn mua cái cám gà, loại gà con được, hoặc cám chim. Ngoài ra thì các bạn nên nhớ là có đất mối và cát, hoặc là đá ong non. Cái đất thổ mối hoặc là cái ít cát, các bạn đãi sạch phơi khô để vào một cái cống như thế này. Thì các bạn có thể là nó sẽ ăn để nó có hỗ trợ tiêu hóa. Còn ngoài ra các bạn có thể là mua cái thuốc vitamin tổng hợp ADE dành cho những người nuôi gà đấy. Các bạn cho nó uống để bổ sung thêm vitamin, khoáng chất, vi lượng cho con chim. Khi các bạn nuôi chim mà những con chim mà nó bóng trơn, nó nhanh nhạy như thế này thì là đó là các bạn nuôi là thành công. Còn chim mà nó cảm giác như nó không được nhanh nhạy, không được to, không được bóng trơn mượt thì là các bạn nghĩ xem xét lại cách nuôi của các bạn có thể là thiếu chất gì đấy. Đó.
thì cái phân chim của con chim cu này thực ra nó cũng rất là nếu như mà các bạn để theo kiểu sàn như này thì nó cũng tự phân hủy thôi, tự nó lâu ngày tự nó sẽ vữa ấy ra, thì gần như là mình cảm giác như nó cũng không có cái gì là mất vệ sinh so với một số loài chim khác. Và đây là cái phần nắng nhé, phần nắng này nó chỉ hắt một nửa chuồng thôi đó. Thế khi nắng trưa đứng bóng lên thì nó sẽ hết dần và mái che, cái mái che như thế này thì là nó sẽ không bao giờ bị nóng và bị ung trứng các bạn nhé. Đó, nó hẳn cả một cái mái nhà như thế này, và cái khoảng cách từ cái ổ ấp này lên đến cái phần mái nóng kia nó rơi vào tầm khoảng 40 phân. Vậy vì chi là những hôm nắng gắt nó có cái mái bóng cây này nó sẽ không làm cho cái trứng chim của mình nó bị ung. Đó, thì kính thưa các bạn là như vậy. Và ở phần dưới sàn này chim nó rất là ít xuống, chim nó thể bậu trên cao mà. Đó, thì các bạn lên làm một cái, đây là mình cũng xin chia sẻ một cái sơ bộ, một cái sơ bộ về một cái khuôn viên của một cái chuồng chim sinh sản, để cho các bác và anh em có thể tham khảo. Còn nói về giống chim thì các bạn có thể chơi nhiều cái âm giọng khác nhau, nhưng bên mình thì chủ yếu là giọng đó như con đang gáy kia đó. Như con đang gáy đấy là nó giọng phổ biến. Và nếu như các bạn có nhu cầu đặt những cái chú chim giống của bên mình thì bên mình sẽ cung cấp. Các bạn có thể liên hệ vào cái số của bên mình tên là Thao, cái số điện thoại là 0163 530 5982. Trên YouTube thì mình có cái kênh Chim Cu Gáy Hay, và trên Facebook thì mình cũng có cái kênh tên tài khoản Facebook là Chim Cu Gáy Hay. Ngoài ra thì các bạn có thể vào Zalo qua cái số điện thoại trên, hoặc là các bạn có thể gọi điện đó. Và cái địa chỉ của bên mình thì mình cũng xin tự giới thiệu, mình ở cổng trại Đa Điểu, ở cổng trại Đa Điểu thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thì anh em có thể là giao lưu đó. Thì những chú chim như thế này là những chú chim điển hình ở bên mình. Mình thế mạnh là cung cấp ra thị trường cho các bác những chú chim bố mẹ sinh sản đã thuần thục rồi, và những chú chim giống già già 2 tháng tuổi biết mổ, hoặc là các bạn có thể mua những chim bón, mình sẽ để cho các bạn về các bạn bón thuần hóa từ nhỏ, hoặc là các bạn có thể mua những chú chim khách. Chim khách là những khách nuôi non lên và nó biết gù người. Hoặc là chim, có thể là những cái chú chim mang phong cách về màu lông nó đặc biệt một chút, mơ đầu, hoặc là chim hồng, hoặc là những cái chú chim chân đỏ, chim đầu xanh đuôi xám, những chú chim mồi, có những cái con mồi cây và mồi đất đó. Thì đây là cái phần trên sảnh trên này. Còn mình phát triển chim trang trại vườn chim ở phần dưới thì là các bạn thì biết là lên đến hàng trăm cặp ở cái phần dưới, trong đó có cái clip là mô hình nuôi chim cu gáy sinh sản của Thao, thì các bạn có thể search ở trên YouTube, các bạn có thể xem chi tiết hơn ở cái dưới đó. Thì các bạn chúc các bạn sẽ có được những cái niềm vui từ những chú chim của mình, và các bạn có thể tham khảo qua cái clip trên. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm. Các bạn nếu có quan tâm thì có thể đăng ký những cái kênh này và đón nhận những video tiếp theo. Mình hứa mình sẽ chia sẻ chân thành hết mình những cái gì mình đã và đang diễn ra xung quanh cái mô hình nuôi chim cu gáy ở ngoài miền Bắc. Mình tên là Vũ Văn Thao. Đó, thì các bạn đây là một con, đây còn nữa này. Đang tắm nắng, đứng đây bằng mặt này còn nắng.
Ok, mình nghe điện thoại một chút. Cảm ơn các bác, anh chị em đã theo dõi clip trên.